Rối loạn cương dương là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị rối loạn cương dương như thế nào? Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Dược sĩ Hiếu. Trước khi đi đến chủ đề chính của ngày hôm nay, Dược sĩ Hiếu hy vọng các bạn dành một chút thời gian của mình, nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta được gặp nhau nhiều hơn, và khi Dược sĩ Hiếu ra video thì các bạn là người được nhận đầu tiên nhé. Rối loạn cương dương là một bệnh lý thầm kín xảy ra khá phổ biến ở anh em nam giới, đặc biệt là các anh em nam giới ở độ tuổi từ 40 đến 70 tuổi. Ở Việt Nam thì tình trạng này ngày càng phổ biến và có xu hướng ngày càng trẻ hóa hơn. Và anh em nam giới nằm trong độ tuổi là 18 đến 30 cũng có nguy cơ bị mắc bệnh, thậm chí là có chiều hướng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên đây là căn bệnh khó nói nên nam giới ngại thổ lộ, cũng như là ngại đi thăm khám và điều trị. Vì vậy trong video này, Dược sĩ Hiếu sẽ chia sẻ, sẽ tiết lộ các nguyên nhân, triệu chứng và cách khắc phục tình trạng rối loạn cương dương như thế nào. Tình trạng rối loạn cương dương là tình trạng rối loạn chức năng tình dục của nam giới, và khi mà dương vật không cương cứng được lên hoặc là không đủ cương cứng để mà tự nhiên trong quá trình giao hợp một cách trọn vẹn nhất. Và bệnh lý này nó không phải là một bệnh lý khá nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của nam giới. Tuy nhiên thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như là bản lĩnh và tâm lý của nam giới. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn cương dương. Thứ nhất là yếu tố về tâm lý. Khi mà nam giới bị căng thẳng về thần kinh, mệt mỏi, stress có thể tác động và gây khó khăn để đạt được sự cương cứng như mong muốn. Suy giảm sự tập trung trong quan hệ tình dục là một yếu tố liên quan đến thần kinh. Trầm cảm hoặc là một số bệnh về thần kinh khác, nó đều ảnh hưởng đến khả năng cương cứng. Khi nam giới mắc các bệnh về rối loạn chuyển hóa như là cao huyết áp, mỡ máu cao hoặc là tiểu đường, các rối loạn nội tiết, hoặc là khi mà nam giới có sử dụng các chất kích thích quá nhiều như là cà phê, thuốc lá, rượu và thậm chí là các chất ma túy, thì các rối loạn này nó làm giảm lưu lượng và gây tổn thương các dây thần kinh ở dương vật của nam giới. Vậy rối loạn cương dương nó có triệu chứng như thế nào? Sau đây là 5 triệu chứng của rối loạn cương dương. Thứ nhất là nam giới không có ham muốn tình dục hoặc là dương vật không thể cương cứng được. Thứ hai là nam giới ở mức độ là còn ham muốn tình dục nhưng mà dương vật thì không cương cứng được, hay còn gọi là trên bảo dưới không nghe. Thứ ba là dương vật có thể cương cứng nhưng không đủ để đưa được vào bên trong của cô bé. Thứ tư là tình trạng là có thể đưa được vào bên trong cô bé rồi nhưng mà không duy trì được độ cương cứng trong suốt cuộc yêu cho đến khi xuất tinh, hoặc là nam giới bị xìu trước khi xuất tinh. Thứ năm là dương vật cương cứng được nhưng mà cương cứng không đúng lúc, tức là khi mà nam giới lúc cần thì không cương cứng được, nhưng mà trong lúc mà anh em đang làm việc nè, đang ngủ thì tự nhiên cương cứng. Thế nên mấy anh em thường bảo nhau là trên bảo dưới không nghe, lúc cần thì không được mà lúc không cần thì lại được. Theo nghiên cứu thì có khoảng ước tính khoảng là 150 triệu nam giới trên toàn thế giới bị tình trạng rối loạn cương dương, một con số không hề nhỏ đúng không các bạn? Và một may mắn là hiện nay đã có rất nhiều phương pháp điều trị rối loạn cương dương vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên thì không phải lúc nào phương pháp nào nó cũng dùng để điều trị rối loạn cương dương, mà còn tùy thuộc vào việc mà chúng ta chuẩn đoán và xác định được nguyên nhân gây bệnh. Nên tình trạng rối loạn cương dương thì để mà điều trị một cách an toàn và có hiệu quả nhất thì chúng ta phải xác định được nguyên nhân. Đây là yếu tố quyết định. Bên cạnh đó thì anh em nam giới cần đem người bạn tình của mình để cùng được tư vấn, cùng được nghe để chúng ta điều trị một cách hiệu quả nhất. Bởi vì điều trị rối loạn cương dương thì nó cần sự phối hợp của người bạn tình để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và nếu các bạn có vấn đề gì thì hãy comment bên dưới. Nếu các bạn thấy video này có ích thì hãy chia sẻ để nhiều người biết thông tin hữu ích này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.